Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Zika Âm Thanh Số. Vâng, hôm nay Zika Âm Thanh Số thì có giới thiệu đến các bác một cái mã mới của cái dòng máy lưng tiếng. Nó là máy lưng tiếng Idol, mã của nó là IP100. Vâng, hàng này bên em có lâu rồi nhưng bây giờ em có thời gian em giới thiệu sản phẩm đến các bác chi tiết về cái máy lưng tiếng này. Thì tất cả dòng máy lưng tiếng thị trường hiện nay rất là nhiều, nhưng để sở hữu được cái dòng lưng tiếng chất lượng mà của nhà máy thì không phải là đơn giản. Thì Zika Audio Minh Số thì suốt thời gian qua thì đã được các bác tin yêu và ủng hộ sản phẩm. Thì sản phẩm bên Zika Âm Thanh Số rất là chất lượng và giá cả hợp lý. Hiện tại bây giờ bên em đang đứng đầu về các dòng âm thanh gia đình và cái dòng karaoke chuyên nghiệp có thể kinh doanh được, những sản phẩm rất là chất lượng để tung ra thị trường cho các bác. Vâng, thì hôm nay em lại giới thiệu chi tiết về cái nào máy lưng tiếng Idol IP100. Thì đây là cái giao diện phía trước của cái máy Idol đấy ạ. Đây là cái hàng mới bên em nhé. Đây là cái thùng bên em vừa lấy ra, bên em nhập rất là nhiều mặt hàng. Đấy, thì đây hôm nay em giới thiệu chi tiết cái Idol IDM máy lưng tiếng Idol IP100. Thì đây là bên em đang kết nối trực tiếp nhé, kết nối cùng với vang cơ này và cái đẩy công suất 2 kênh này. Thì máy lưng tiếng này hỗ trợ cho cái giải âm rất là tốt, cho cái chất âm thứ nhất là dày và nghe nó rất là tách bạch, rất là sướng. Thì đây là cái giao diện phía trước này em giới thiệu cho các bác nhé. Đầu tiên đây là cái mở công tắc tắt mở này, nó được làm ở phía trước, nhiều cái dòng làm ở phía sau còn rất là bất tiện, thì đây được làm phía trước tắt rất là dễ. Thì đây đây cũng là gồm hai kênh, một kênh trái và một kênh phải. Rồi, kênh trái và kênh phải ạ. Thì mỗi kênh thì cũng gồm các giải như giải bass này, giải trung này và giải chép này. Thì hai bên cũng đều có rất là đủ giải để chúng ta chỉnh, căn chỉnh. Đấy, thì đầu tiên đây là cái công tắc là cắt tần số này, nó cho từ 50Hz đến 100Hz này. Đấy, chúng ta ấn vào thì là lại cho cái tần số rất là cao 100Hz, và chúng ta nở ra thì nó sẽ cho cái tần số rất là thấp. Thì nó tùy cái dàn âm thanh gia đình nhà chúng ta xem đang sử dụng những cái dàn như thế nào. Nếu các bác cần cái tần số cao ấy thì các bác ấn vào thì nó sẽ cho cái tiếng bass rất là chắc và lực. Còn các bác muốn nghe cái âm trầm âm bass nó sâu mà nó mềm thì các bác mở ra nhé. Các bác để 50Hz thì ạ. Thì hai bên các bác đều để cái cân nhé. Đây là bên em đang không dùng cái tần số cao mà bên em lấy cái tần số thấp ạ, 50Hz thì em mở ra. Thì đây là cái bypass này. Và cho đi qua là Idol, cho đi qua máy lưng tiếng hoặc là không cho đi qua máy lưng tiếng. Đấy, đây là cái để cho chúng ta so sánh. Đây còn cái này là cái đảo pha đây rồi. Đảo pha thì các bác gia đình nhà chúng ta dùng những cái dàn như thế nào, và cái bài hát mình chúng ta đang nghe nó ra làm sao thì các bác ấn vào hoặc là mở ra. Các bác ấn vào mà thấy nó to mà nó hay thì các bác để, nếu mà nó chưa hay thì các bác mở ra, nó lại để cho nó đồng pha với cái bản nhạc mình đang nghe. Đấy, cũng rất là dễ thôi ạ. Đây là bên em đang cho đi qua cái máy nâng tiếng Idol ấy nhá. Đây em tắt đi này để cho các bác so sánh và để em cũng so sánh luôn cùng các bác. Rất là nhiều bác hỏi bên em có bán cái máy lưng tiếng Idol IP100 không, thì em cũng nói là có, nhưng bây giờ em mới có thời gian để quay chi tiết cho các bác. Đấy, thì em lại bật cái chế độ bypass này lên nhé, để cho nó đi qua cái máy lưng tiếng. Đấy, đây cũng là giải chép đây. Đây các bác nâng lên một tí cho nó sáng tiếng. Đấy, nghe rất là dễ chịu. Đấy, cái này nó lưng tiếng rất là tốt, lọc sạch các cái tạp âm và cho cái chất âm nhất là cái giải bass rất là sâu và dày. Giải trung thì nó rất là tách bạch và cái giải chép rất là sáng. Thì đây nhá, đây là cái tuner là cái giải lời ca sĩ đấy, là lời chúng ta hát đấy ạ. Các bác muốn nghe dày thì các bác vặn lên này, nó rất dày này. Đấy, rất dày tiếng.
Đấy, các bác muốn cái tiếng sáng hơn một tí thì bác giả về. Đấy, cái phím tuner đấy ạ. Đây. Đấy, cái tiếng nó rất là rõ. Và nó nhẹ tiếng hơn. Mỏng hơn, tiếng mỏng hơn, bay hơn. Các bác cần cái tiếng mình nhiều bass thì các bác vặn lên nhá. Đấy, nó cho cái giải tần từ 1kHz đến 8kHz. Nói chung là cũng rất dễ chỉnh đấy ạ. Đấy, thì đây là những cái cách chỉnh của cái máy lưng tiếng Idol IP100. Đấy, các bác cần cái tiếng bass dày thì các bác lưng lên. Đấy. Đấy, tiếng bass rất là dày. Để ca sĩ cho mỏng đi một tí ạ. Đấy. Cái giải treble em cho cao lên tí nhá. Cái đây này, cái chỉnh này là do tai từng người nghe và tai từng người thưởng thức nhá. Cũng có nhiều người thích giải treble nó nhiều, có những người thích giải bass nó nhiều hơn, thì cái đấy là cách chỉnh. Thì đấy là em hướng dẫn tất cả các phím đằng trước của hai kênh cho các bác làm sao dễ chỉnh nhất. Em lại tắt chế độ đi qua máy lưng tiếng đi nhá. Đấy. Thì cái tiếng mà thường thường không có cái máy lưng tiếng này rất là bí. Rất là khó nghe. Nói chung là nó tối tiếng lắm. Thì các bác lên hỗ trợ thêm một cái máy lưng tiếng IP100 này để hỗ trợ cái giải âm, cái giải tiếng và cái giải treble nó tách bạch hơn, sạch hơn. Và nói chung là nghe nó sống động và trung thực hơn ạ. Đấy, em lại đi cho đi qua nhá. Đấy. Nghe rất hay. Và cách thức đấu này cũng rất dễ thôi ạ. Thì em sẽ quay đằng sau để em hướng dẫn các bác nhé. Thì mỗi kênh thì cũng gồm các giải như giải bass này, giải chung này và giải treble này. Thì hai bên cũng đều có cũng rất là đủ giải để chúng ta chỉnh, căn chỉnh. Đấy, thì đầu tiên đây là cái công tắc là các tần số này. Nó cho từ 50Hz đến 100Hz này. Đấy, chúng ta ấn vào thì là lại cho cái tần số rất là cao 100Hz. Và chúng ta nở ra thì nó sẽ cho cái tần số rất là thấp. Thì nó tùy cái dàn âm thanh gia đình nhà chúng ta xem đang sử dụng những cái dàn như thế nào. Nếu các bác cần cái tần số cao ấy thì các bác ấn vào thì nó sẽ cho cái tiếng bass rất là chắc và lực. Còn các bác muốn nghe cái âm trầm âm bass nó sâu mà nó mềm thì các bác mở ra nhé. Các bác để 50Hz thì ạ. Hai bên các bác đều để cái cân nhá. Đây là bên em đang không dùng cái tần số cao mà bên em lấy cái tần số thấp đấy ạ, 50Hz. Thì em mở ra thì đây là cái bypass này, và cho đi qua là idol, cho đi qua máy lưng tiếng hoặc là không cho đi qua máy lưng tiếng. Đấy, đây là cái để cho chúng ta so sánh. Đây, còn cái này là cái đảo pha đi rồi. Đảo pha thì các bác gia đình nhà chúng ta dùng những cái dàn như thế nào, và cái bài hát mình chúng ta đang nghe nó ra làm sao thì các bác ấn vào hoặc là mở ra. Các bác ấn vào mà thấy nó to mà nó hay thì các bác để. Nếu mà nó chưa hay thì các bác mở ra, nó lại để cho nó đồng pha với cái bản nhạc mình đang nghe. Đấy, cũng rất là dễ thôi ạ. Đây là bên em đang cho đi qua cái máy nâng tiếng idol ấy nhá. Đây em tắt đi này, để các bác so sánh và để em cũng so sánh luôn cùng các bác. Rất là nhiều bác hỏi bên em có bán cái máy lưng tiếng idol IP100 không, thì em cũng nói là có, nhưng bây giờ em mới có thời gian để quay chi tiết cho các bác. Đấy, thì em lại bật cái chế độ bypass này lên nhé, để cho nó đi qua cái máy lưng tiếng. Đấy, đây cũng là giải treble đây. Đây, các bác nâng lên một tí cho nó sáng tiếng. Đấy, nghe rất là dễ chịu. Đấy, cái này nó lưng tiếng rất là tốt, lọc sạch các cái tạp âm và cho cái chất âm nhất là cái giải bass rất là sâu và dày. Giải chung thì nó rất là tách bạch và cái giải treble rất là sáng. Thì đây nhá, cái đây là cái tuner là cái giải lời ca sĩ đấy, là lời chúng ta hát đấy ạ. Các bác muốn nghe dày thì các bác vặn lên này, nó rất dày này. Đấy, rất dày, rất dày tiếng. Đấy, các bác muốn cái tiếng nó sáng hơn một tí thì bác giả về. Đấy, cái phím tuner đấy ạ. Đây. Đấy, cái tiếng nó rất là rõ.
và nó nhẹ tiếng hơn, mỏng hơn, tiếng mỏng hơn, bay hơn. Các bác cần cái tiếng mình nhiều bass thì các bác vặn lên nhá. Đấy, nó cho cái giải tần từ 1 kHz đến 8 kHz. Nói chung là cũng rất dễ chỉnh đấy ạ. Đấy, thì đây là những cái cách chỉnh của cái máy lồng tiếng Idol IP100. Đấy, các bác cần cái tiếng bass dày thì các bác lưng lên. Đấy. Đấy, tiếng bass rất là dày. Để ca sĩ cho mỏng đi một tí ạ. Đấy. Cái giải chép em cho cao lên tí nhá. Cái đây này, cái chỉnh này là do tai từng người nghe và tai từng người thưởng thức nhá. Cũng có nhiều người thích giải chép nó nhiều, có những người thích giải bass nó nhiều hơn, thì cái đấy là cách chỉnh. Thì đấy là em hướng dẫn tất cả các phím đằng trước của hai kênh cho các bác làm sao dễ chỉnh nhất. Em lại tắt chế độ đi qua máy lưng tiếng đi nhá. Đấy, thì cái tiếng mà thường thường không có cái máy lưng tiếng này rất là bí, rất là khó nghe, nói chung là nó tối tiếng lắm. Thì các bác lên hỗ trợ thêm một cái máy lưng tiếng IP100 này để hỗ trợ cái giải âm, cái giải tiếng và cái giải chép nó tách bạch hơn, sạch hơn. Và nói chung là nghe nó sống động và trung thực hơn ạ. Đấy, em lại đi cho đi qua nhá. Đấy, nghe rất hay. Với cách thức đấu này cũng rất dễ thôi ạ. Thì em sẽ quay đằng sau để em hướng dẫn các bác nhá. Vâng, thì đây là cái phía sau cái máy lưng tiếng Idol IP100 ạ. Gồm rất là nhiều cái cổng jack Canon. Nhưng gia đình cái dàn karaoke gia đình chúng ta thì không cần dùng những cái jack Canon này đâu ạ. Vì là những cái cổng jack Canon này để dùng cho những cái dàn sự kiện, dàn âm thanh lớn thì người ta dùng. Nếu không các bác dùng cũng được. Thì đây là em hướng dẫn cách đơn giản nhất các bác đấu bằng jack hoa sen nhé. Em đang kết hợp với vang cơ đấy ạ. Thì cái này thiết kế rất là hay. Phía sau nhiều cái thiết bị khác thì nó được thiết kế cùng một bên. Cùng một bên, ví dụ là từ trên xuống. Đấy, bên trái bên phải in cùng một bên. Nhưng cái này thiết kế nó lại là hai cổng khác nhau. Như này này, nó chia này, đây là chia này, có một cái vẹt ở giữa này. Đấy, ở hai cái cổng rất đỏ trắng này ở bằng hoa sen ấy hoặc là AV ấy, thì nó lại là thiết kế phía trên cùng tín hiệu vào, nhưng nó được ngăn cách bởi một cái dọc trắng này. Đấy, nhiều người lầm tưởng là nó một vế là in out này này. Đấy, in out này là một bên này. Đấy, cắm nó đôi khi là cắm hay bị nhầm. Đấy thì em hướng dẫn các bác chi tiết, cái này nó thiết kế là hai đường in ở phía trên và hai đường out ở phía dưới. Đấy, đây là em đang lấy tín hiệu từ máy tính nhá, hoặc là từ TV smart. Công nghệ mới bây giờ thì nó có hỗ trợ cái jack 1.5 của Typhoon đấy ạ, ra hai đầu jack hoa sen. Đây thì em đang đấu tín hiệu từ máy tính. Đấy, thì em đưa bằng cái jack hoa sen đỏ trắng như này. Đấy, đưa vào cái cổng in này. Đấy, cổng in ở phía trên nhá. Các bác mua về nhớ là lắp tín hiệu in vào phía trên nhá. Nhưng nhiều bác mua về lại và đấu in out cùng một kênh như này. Đấy, các bác để ý cho em. Đấy, in out là cùng một vế luôn thì các bác rất dễ nhầm. Đấy thì các bác nhớ chi tiết cho em là hai cổng in bằng jack hoa sen đỏ trắng ở phía trên và hai cổng in hai cổng out bằng jack hoa sen đỏ trắng ở phía dưới, nằm phía dưới này. Đấy, em quay cận cảnh đi ạ. Đấy, hai jack đỏ chén đỏ trắng đây này. Em đưa súng vang nhá, đây này, tín hiệu ra đây này. Ở phía dưới nhá, đây này các bác nhìn kỹ nhá. Đây em đưa này. Đưa xuống cái cổng in của vang. Đây cổng in của vang đi ạ. Thì vang có nhiều dòng vang lắm, thì các bác cứ đưa, thường thường là có AUX1, AUX2, các bác đưa đường vào AUX1, AUX2 đều được. Nhưng các bác để ý là chọn kênh ở phía trước ở của cái vang. Vang nào nó cũng có một cái hai chế độ. Thì các bác cứ ấn làm sao nó đồng với cái tín hiệu nó đang nhận thì là được. Đấy, rất là dễ thôi ạ. Đấy thì sau đó em đưa súng vang. Súng vang thì lại là ra ao của hai jack Canon. Em đưa xuống đây. Đấy, rất là chi tiết cho các bác. Em đưa xuống đây. Đấy, sau đó chia ra hai loa đi ạ. Đấy. Vâng, em đang quay thì lại bị điện thoại thì em ngắt. Bây giờ em lại nói lại. Là tất cả những cái dàn âm thanh gia đình hay là chuyên nghiệp thì các bác ban đầu mà chưa biết gì về âm thanh, cách kết nối chỉ nghe thôi. Thì các bác nhìn thì về phía sau của các bộ dàn âm thanh rất là lằng nhằng dây dợ.
nhưng các bác cứ hình dung xem là tất cả những thiết bị nào từ đầu đấu từ trên xuống dưới, thì ví dụ nào trên này còn nó lọc xì nữa hay là một cái thiết bị gì đó mà bác cứ đấu tín hiệu vào là in. Sau đó ví dụ nào em ví dụ là lọc nhá, các bác đấu in và lọc này, ao từ lọc ra đưa xuống máy lưng tiếng này là vào máy lưng tiếng này in này, sẽ từ ao của máy lưng tiếng ra in của vang này, từ ao của vang đưa ra đẩy này, thì là tìm một tín hiệu âm nhạc nó đi được vòng tròn và cuối cùng nó đi ra loa. Đấy là cái cách thức mà hình dung ra để chúng ta kết nối. Cũng nhiều bác mà không biết thì cũng comment và cũng gọi điện hỏi để bên JK âm thanh số tư vấn, thì sau này thì các bác cứ đấu một vài lần thì sau này các bác thành chuyên gia hết, và đôi khi là giỏi hơn cả bên JK âm thanh số cơ ạ. Vâng, đấy thì nhìn rất là lằng nhằng đúng không bác? Thì nói chung là lằng nhằng thế thôi, thì em hướng dẫn chi tiết về cái cách đấu của cái idol cho các bác rồi. Đấy, in là hai cầu trên này. Đấy, ao là hai cầu dưới này, em đưa hai cầu dưới của máy lưng tiếng đưa xuống in của vang này, sau đó đưa từ ao của vang ra đẩy, đấy là một vòng tròn. Đấy, thì bây giờ em và các bác lại quay ra phía trước để trải nghiệm nhé. Vâng, em lại cùng các bác nghe cái chất nhạc mà được xử lý qua cái máy lưng tiếng idol IV100. Đây được thiết kế một kênh bên các vạch trắng này, một bên kênh vạch vàng này. Đấy, để chúng ta dễ phân biệt. Và cái đèn này là đèn tín hiệu của nhạc các bác nhá. Đèn tín hiệu nhạc nó sẽ nháy theo đấy ạ. Rồi là mở nhỏ thì nó chắc không lên này. Đấy, nó chỉ lên ít thôi ạ. To lên này. Đấy, rất là rõ. Đấy thì em lại thử qua bypass tắt chế độ đi nhá. Đấy, tắt đi cho các bác để các bác nghe khi mà cái giải âm của chúng ta không đi qua cái máy lưng tiếng idol IV100 này. Đấy thì nghe nó tối lắm, nó không được tách bạch đâu các bác ạ. Thì các bác nên mua hỗ trợ thêm một cái máy lưng tiếng để cho cái chất âm của dàn karaoke gia đình nhà mình nó được sáng tiếng hay hơn rất là nhiều lần mà cái tiền bỏ ra sở hữu một cái máy idol này không quá cao. Em lại cho đi qua nhé. Đấy, rất là rõ rệt luôn cho các bác trải nghiệm. Em đang có đấu một đôi loa full Wewood cao cấp, là một cái suốt Tannoy MS10, cũng dòng cao cấp của gia đình. Bên em về luôn luôn là nhiều mặt hàng, tất cả các dòng âm thanh gia đình và chuyên nghiệp, các bác cứ tha hồ chọn lựa nhé. Em cho to lên tí ạ. Cái này là đảo pha thôi ạ, không có gì. Nhớ là cái chế độ bypass này, này. Đấy, cho đi qua hay là không cho đi qua thì nó sẽ khác nhau. Lại về cái giải chung. Đấy, cái tiếng rất là dày. Các bác nâng lên cái tuner ấy, cái nút tuner này. Đấy thì đấy, nút tuner này, tun này thì là rất là dày tiếng. Các bác muốn tiếng nó sáng hơn thì các bác giả về. Đấy, nghe tiếng nó sáng hơn và bay hơn. Đấy, lời ca sĩ đấy ạ, hay là lời chúng ta hát đấy ạ. Toàn bộ cái hàng bên JK Audio Minh Số là nhập nhà máy các bác nhé. Hàng toàn bộ là hàng mới, nguyên đa nguyên kiện, bảo hành 1 năm. Có những sản phẩm bảo hành 2 năm của công ty thì bên em cũng bảo hành 2 năm cho các bác. Công ty bảo hành 1 năm thì bên em bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy là phụ thuộc vào tất cả những sản phẩm bên nhà máy người ta đưa ra. Bác nào chưa đăng ký kênh JK Minh Số thì các bác hãy đăng ký nhé, để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em về lúc nào cũng nhiều, luôn luôn cập nhật những cái công nghệ mới, những cái sản phẩm mới để cho các bác đánh giá và trải nghiệm. Còn các bác muốn mua đặt hàng online thì các bác có thể
để lại số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác, hoặc các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên JK âm thanh số để được trả lời những cái thắc mắc, hoặc là những cái câu hỏi, hoặc là những cái giá cả thị trường về những sản phẩm các bác cần mua.